Thưa quý khán thính giả của đài VNTV ở San Diego, hôm nay tôi là bác sĩ Hồ Cùng Minh, xin đại diện cho chương trình Sức khỏe và đời sống của VNTV xin đón tiếp tiến sĩ Huỳnh Vũ trở lại với chúng ta trong chương trình ngày hôm nay. Tiến sĩ Huỳnh Vũ hiện là Chief Scientist của công ty CYMD ở La Jolla. Xin chào anh Huỳnh Vũ. Dạ, xin kính chào quý vị thính giả và xin kính chào bác sĩ Minh. Dạ, vâng thưa anh, ngày hôm nay chúng ta sẽ nói chuyện về đề tài gì thưa anh? Thưa bác sĩ Minh, theo tôi thì câu chuyện bệnh tật mà quan trọng nhất đã đưa lên hàng đầu của thế giới bây giờ là vấn đề ung thư, ung bướu mà chúng ta gọi là cancer. Con số đã lên tới rất là lớn và người ta đã tiên đoán là trong vòng nghĩa là một năm có thể số người mắc bệnh ung thư sẽ tăng lên 70%. Vâng, thực sự ra thì tôi cũng để ý rằng thấy rằng là thường thường đó, khi mỗi buổi sáng tôi hay mở tờ báo ra mà thấy tin cáo phó đó, thì tôi thấy là có hai nhóm người. Cái nhóm người ra đi vì bệnh tim mạch thường thường là nằm trong lứa tuổi là 50-60 tuổi. Và một cái nhóm người thứ hai mà ra đi lớn tuổi hơn chút xíu, đó là khoảng 60 tới 70 hơn, 70 ngoài, thường thường đó là ung thư. Vì theo tôi được biết thì đúng là cái lý do chết vì tim mạch hiện nay là đứng hàng đầu những cái lý do gây ra tử vong. Nhưng mà ung thư hiện tại ở nước Mỹ là lý do hàng thứ hai, có phải đúng như vậy thưa anh? Dạ vâng, thưa bác sĩ Minh, theo tôi đọc tin tức từ báo chí thì họ cho biết là tại nước Mỹ là nước tân tiến và bậc nhất thế giới, nhưng số cứ 4 người tử vong thì trong đó có một người là tử vong vì bệnh ung thư. Trở lại Việt Nam thì đã lâu tôi cũng đọc một bài báo, một công bố của Hội Y tế Thế giới cho biết là Việt Nam mỗi năm có vào khoảng 70.000 người tử vong về ung thư. Và như vậy đó thì là con số ung thư mỗi ngày có thể số tử vong lên đến gần 200 người tại Việt Nam. Vâng, thưa anh, nếu như vậy mình nói là ung thư nó xảy ra như vậy thì tại sao nó lại xảy ra? Vâng, thưa bác sĩ, theo tôi với tư cách là chuyên gia thì tôi nghĩ là cái phần lớn những bệnh ung thư là bắt nguồn từ gen đột biến. Tôi xin mạn phép dùng một để giải thích cái thế nào gọi là gen đột biến ở đây. Ý anh muốn nói là gọi là mutation, genetic mutation, đó, thưa bác sĩ. Thì thật sự là như thế này, thí dụ trong di truyền của người bình thường mạnh khỏe thì có vào khoảng 3 tỷ đơn vị, và trong đó có một đơn vị hoặc là vài đơn vị nó bị biến đổi do một cái nguyên nhân nào đó. Thì người ta nói là cái đó người ta gọi là mutation hay là đột biến của gen. Thì trường hợp như vậy đó thì những cái mutation đó, những cái mutant đó nó sẽ sinh ra trước hết là những cái protein độc để mà phát sinh ra bệnh ung thư và ung bướu. Và sau đó thì những cái đó nó thành một cái tế bào. Thế và tế bào tiếp tục ra những gọi là phát triển nhiều trong cơ thể. Vì thế cho nên vấn đề gan ruột của các chuyên gia là làm sao để định được các gen đột biến mà chúng tôi gọi là mutant ở trong máu. Và hiện nay tất cả những công ty lớn của Mỹ, một vài công ty lớn của Mỹ đang nhắm đến phương pháp gọi là liquid biopsy, tức là có thể lấy máu ra thử để mà biết được trong máu có những mutant nào chứa trong máu. Tôi thí dụ như là bệnh cancer về phổi, bệnh ung thư về dạ dày, bệnh ung thư về gan, vân vân. Thì tất cả những cái mutant của nó sẽ lưu chuyển trong máu của bệnh nhân. Và chúng ta có thể định được mức độ, xác nhận được mức độ nhiều hay ít của trong máu. Thì một số công ty lớn, tôi thí dụ như là ở ngay San Diego chúng ta có một công ty biotech tên là Thermo Fisher. Cách đây tháng trước thì họ mới được FDA của Mỹ thông qua chấp nhận
cho họ sản xuất một cái phương pháp chẩn đoán gọi là companion diagnostic dùng trong NGS. Tôi xin cắt nghĩa một chút xíu về NGS. Vâng. Ý em muốn nói là gene sequencing. Dạ vâng. Yeah. Thì thưa bác sĩ là như thế này, để biết được những cái mutant như vậy thì cái phương pháp duy nhất hiện tại là mà các công ty đang dùng đó là sequencing. Vâng. Tức là sau khi họ tinh chế những cái mutant, họ phải tinh chế rồi sau đó họ mới dùng khuếch đại để amplify những cái mutant. Rồi từ cái khuếch đại đó họ mới đi chuyển sang cái máy gọi là next sequencing generation sequencing là NGS. Thì cái máy next generation sequencing đó giá thành rất là cao. Và sau đó từ cái kết quả của máy đưa ra thì họ mới kiếm được là bệnh nhân hiện đang có những mutant nào ở trong máu và có ảnh hưởng ra sao. Thì cái công trình như vậy đã tốn vào khoảng $30,000. Một cái tiêu chuẩn gọi là control dùng trong NGS, một cái cũng trị giá của nó là $9,000. Cho nên số tiền rất là mắc để có thể hiểu được là bệnh nhân đang có những cái mutant nào trong máu. Vâng, thưa quý khán thính giả, tôi xin nói thêm một chút xíu. Ở đây nói là gọi là next generation gene sequencing, tức là NGS, tức là một cái gọi là một cái công nghệ người ta dùng để mà tìm những cái gen bất thường đó, gọi là những cái mutation. Thực sự nó dựa trên cái gọi là cái human genome research trước đây. Bây giờ người ta biết cái database của toàn bộ gen ở trong con người, và cái phương cách là như tiến sĩ Huỳnh Vũ có nói đó, bằng cách người ta đưa tất cả những cái trình tự gen, cái chữ sequencing người Việt Nam dịch đó là trình tự gen, tức là theo một cái trình tự nào đó, thì người ta có thể tìm được, người ta so sánh với một cái gọi là cái bảng gen bình thường để người ta tìm ra được những cái gen nào nó bất thường. Thực sự thì trong cái ngành nghề của chúng tôi cũng dùng cái phương pháp trình tự gen đó để mà tìm được những cái gọi là em bé bình thường hay không bình thường, và trong đó có thể xác đoán luôn cả cái giới tính của em bé. Chúng tôi cũng dùng cái kỹ thuật gọi là trình tự gen, gọi là NGS. Tuy nhiên ở đây cái đó nó là tốn kém, đúng không? Dạ vâng, tiến sĩ. Dạ vâng, thưa bác sĩ Minh, công trình này rất là tốn kém, và công trình này đòi hỏi độ chính xác của nó chỉ có đạt được nếu bệnh nhân có ít nhất là 15-20% mutant ở trong máu. Vâng. Có nghĩa là nếu bệnh nhân có 5% hay 1% thì chắc chắn là cái chẩn đoán này không có chính xác. Vâng. Có nghĩa là bệnh nhân đã có bệnh, sắp có bệnh rồi và vâng, chớm nở có bệnh thì vâng, họ có thể hiểu được. Ý anh nói là có trong máu, đây là muốn nói là protein hay là muốn nói là cái DNA? Trong máu sẽ có DNA là một cái mutant. Mutant tức là một cái DNA của một cái, đó là di truyền của một bệnh ung thư. Vâng. Vâng. Là genome. Vâng. Vâng. Thế thì bây giờ cái anh có thể giải thích thêm rằng là cái khám phá mới của anh gọi là cái liquid biopsy, cái nguyên tắc nó làm như thế nào thế? Dạ vâng. Thưa bác sĩ Minh, tôi thì gần đây đã hợp tác với một công ty mới bắt đầu ở San Diego. Chúng tôi đang cố gắng đưa ra một sản phẩm mà có thể chẩn đoán được 1% của các mutant có trong máu của bệnh nhân. Vâng. Có nghĩa là không cần phải đòi hỏi tới 15-20% mới thực hiện được. Thì cái quá trình mà NGS vừa rồi bác sĩ vừa nêu ra, họ mất rất là nhiều thời giờ. Vâng. Có thể chỉ tinh chế cái mutant không, có thể mất đến 2-3 tuần. Vâng. Vâng. Nhưng mà chương trình của chúng tôi thì nhanh hơn. Vâng. Và nó sẽ tiết kiệm được vấn đề chi tiêu cho những bệnh nhân. Vâng. Và có nghĩa là chúng tôi dùng những phát quang hóa học. Vâng. Cho vào trong DNA giò. Vâng. Thì những DNA khi mà chúng tôi thiết kế thì chúng tôi cho một hóa chất để mà cái hóa chất đó
nó sẽ phát ra ánh sáng khi mà nó có kết hợp rất chặt chẽ với các genome của mà chúng tôi gọi là mutant, tức là cái gen đột biến. Tôi ví dụ như bây giờ trong người tôi có gen đột biến về ung thư phổi, ví dụ tôi không muốn trong máu ung thư phổi thì tôi ví dụ như vậy. Thì bây giờ tôi chỉ có 1% thôi. Nếu mà tôi theo cái chương trình mới của công ty hiện hành trên thế giới thì tôi sẽ không biết được là tôi đang có mutant. Vậy thì anh nghĩ rằng là phương pháp liquid biopsy nó chính xác hơn là cái NGS. Thì phương pháp của chúng tôi đó là có thể 1% hay thấp hơn, nhưng nó sẽ phát hiện ra được ánh sáng. Bởi vậy cho nên chúng tôi tin là phương pháp này không cần phải dùng NGS, vẫn có thể hiểu được là trong máu của bệnh nhân đang có gen đột biến hay không. Vâng, cảm ơn anh. Tôi còn nhớ là hình như là tôi có tới công ty của anh cách đây cũng đã 5-6 tháng để nghe một buổi tường trình của anh và những khoa học gia ở công ty của anh. Thì theo tôi được hiểu, để giải thích thêm cho quý khán thính giả, tức là cái phương pháp NGS, tức là trình tự gen đó, thì nói tương tự như là chúng ta tìm một cái kim ở trong cái đống rơm, thì cái đó nó khó khăn hơn nhiều. Trong khi đó thì phương pháp của liquid biopsy của anh tiến sĩ Huỳnh Vũ thì nó chỉ nhằm mục đích rằng là dùng một cái kim khác, đại khái là một cái kim tương tự như vậy, rồi mình đi tìm cái kim nào mà nó bị hư so với cái kim mình có trong đó. Thì cái kiểu đó thì nó chú trọng vào một cái phần nào, một cái nhóm nào ở trong cái gen, thì nó nhanh hơn và nó gọi là hữu hiệu hơn và ít tốn kém hơn, thay vì mình ngồi mình đi lục cả đống rơm mình mới tìm ra được cái kim đó. Cái kim, dạ vâng, đúng không? Cảm anh? Ơn bác sĩ Minh, đúng là như thế. Và hiện nay công việc này cũng đang kích thích, nhất là các cháu đang học ở đại học cũng như là mới tốt nghiệp đến làm việc với chúng tôi, được nhận lương mà và học thêm được nghề, thì các cháu rất là hăng hái và đến học quên cả nghỉ hè đến làm việc để mà làm cho xong công việc. Và bởi vậy chúng tôi rất là phấn khởi và chúng tôi hy vọng là sản phẩm của chúng tôi đã lấy bằng sáng chế rồi và sẽ có thể ra thị trường để mà giải quyết vấn đề ung thư ung biếu. Tôi đang nghĩ là tôi đang xin tìm việc làm ở công ty anh mà anh đã cho anh cho việc làm cho những em nhỏ rồi. Như vậy thì làm sao mà tôi cạnh tranh được? Tôi cũng nghĩ là anh nghĩ thế nào, cái này nó cũng rất là tiện cho cái việc mà chúng ta khám phá những cái gen đột biến. Là vì một cái bài báo gần đây cho biết rằng là gần như rằng là 66% những lý do mà gây ra ung thư là nó từ những cái gen đột biến. Dạ, vâng, tôi có viết một bài viết ở bài y khoa đăng trên báo cách đây ít tháng, cũng nói về những khám phá này. Tức là cho rằng là gần như 2/3 những lý do tại sao chúng ta bị ung thư là tại vì những cái mutation ở trong cái gen của mình. Tức là cái chuyện đó có vẻ như là hên xui may rủi, phải không anh? Dạ vâng ạ. Dạ, thưa, những cái mutation, những cái gen đột biến phát sinh ra từ những sự sắp xếp của những tế bào, sinh trưởng của tế bào nhưng mà không có lành mạnh. Cho nên ở đó nó mang lại những cái mà không chính xác, và nó mang lại những cái mutant và có những sự đột biến ở trong gen không được hoàn chỉnh, như là một tế bào bào thai ở trong bụng mẹ. Cái sự sản xuất tế bào nó hoàn chỉnh hơn bởi vì em bé còn đang mạnh khỏe. Thưa anh, theo tôi cũng được biết rằng là khoảng 29% còn lại thì là đó là lý do môi trường. Và khoảng 5% đó là lý do di truyền từ đời này qua đời kia đã gây ra những cái lý do vì ung thư. Thường đúng là vì mình nói là khi mà cái tế bào mà nó nhân đôi đó, một cái tế bào mình biết là nó tách ra như vậy đó, thì cái DNA của mình nó cũng phải nhân đôi. Và khi nó nhân đôi như vậy đó, thì nó sẽ có những cái gọi là những cái lỗi lầm của nó có thể xảy ra. Vì hồi nãy anh nói là có khoảng 3 tỷ. Dạ vâng. Để 3 tỷ gen trong đó. Thì cái khi mà lỗi lầm nó xảy ra đó, ý anh nói là 3 tỷ là tôi nghĩ không phải là 3 tỷ gen mà 3 tỷ nucleotide. 3 tỷ nucleotide. Nucleotide, right. Nó là cấu kết của một cái di truyền. Yeah. Thì chỉ có một cái nó biến đổi thôi. Yeah. Bây giờ làm sao mà chúng ta có thể tìm được một cái biến đổi chính xác? Yeah. Đó là vấn đề rất là
cơ bản và rất là khó khăn. Dạ đúng, tức là mình nói là cứ cứ bốn nucleotide như vậy thì nó tạo thành một cái gen trung bình như vậy. Cho nên thường thường khi mà nó chỉ cần thay đổi một giống như một cái mẫu tự thưa quý vị, nó chỉ cần thay đổi một cái mẫu tự là cái gọi là cái chữ nó ra thành vô nghĩa vậy. Đại khái mình nói là chữ chữ uống chẳng hạn mà cái chữ G nó bị thay đổi là coi như là mình không hiểu không đúng được cái gọi là cái ý nghĩa của nó. Nó sẽ sinh ra bệnh tật. Đó là cái nguyên tắc của cái đột biến ở trong gen. Dạ. Và cái phát minh của anh Huỳnh Vũ rất là quan trọng vì nó giúp cho cái việc mà khám phá ra những cái gen đột biến nó nhanh và có lợi và nó chính xác hơn nhiều. Không những thế, cái vấn đề tìm ra những cái gen đó thưa quý vị có phải là thưa anh là nó giúp đỡ cho cái việc chữa trị nó được dễ dàng hơn hay không? Dạ thưa bác sĩ, như đúng như vậy. Khi bác sĩ họ có thể nhìn vào những cái lượng của gen đột biến, họ có thể nhìn vào những sự chẩn đoán của gen đột biến thì họ biết được bệnh nhân đang mắc bệnh như thế nào, nặng hay nhẹ, và họ có thể dùng để điều trị bằng thuốc vừa phải, không quá nhiều mà có thể hại đến sức khỏe của bệnh nhân. Cho nên tương lai thì tôi nghĩ là phương pháp NGS hay là phương pháp dùng DNA dò phát quang ánh sáng sẽ rất là tiện lợi cho bác sĩ tại nhà thương để mà họ có thể chẩn đoán chính xác cái mức độ của những cái gen đột biến và từ đó bác sĩ có thể cho thuốc cho bệnh nhân. Thì gen đột biến không phải là riêng gì ung thư, tất cả loại bệnh tật khác nó là một cái gen lạ và có thể sinh ra những cái bệnh. Tôi thí dụ như là bệnh Alzheimer hay là bệnh Parkinson disease cũng là xuất phát từ các gen đột biến. Dạ vâng. Đúng, theo cái bệnh Alzheimer thì thực sự ra tôi được biết là hiện tại người ta chưa biết rõ cái gen đột biến là như thế nào, nhưng người ta khám phá ra là có gọi là 34 cái điểm có thể nghi ngờ trong cái toàn bộ gen DNA của loài người. Hiện tại thì trong cái nhiễm sắc thể số 19 đó thì là nó có gọi là một cái gen nó gọi là quy định cho việc sản xuất ra gọi là cái protein gọi là apolipoprotein E, tức là ApoE. Thì là nếu mà những người nào họ có cái gen đột biến này đó thì thường thường cái nguy cơ mà bị Alzheimer nó tăng cao hơn. Dạ. Không những như vậy, theo tôi được biết rằng là khi mà chúng ta biết được một cái số gen đó thì nó gọi là một cái số gen đột biến nào đó nó đi kèm với lại cái thuốc chữa trị như hồi nãy anh có nói. Không những vậy nhưng mà nó có, chẳng hạn bây giờ mình có 2-3 loại thuốc thì bây giờ thuốc nào nó thích hợp, nó có cái đặc biệt là hồi xưa thì bác sĩ thường thường khi trị ung thư là nó xin lỗi là cứ giống như quăng bom nguyên tử vào đó, hễ mà đụng đâu chết đó thôi. Nhưng mà dựa trên những khám phá mới như là bác tiến sĩ Huỳnh Vũ tìm ra được những cái gen đó thì người ta biết là một cái số gen nào nó đi kèm với lại những thuốc nào nó chính xác và hiệu quả hơn. Cái đó nó rất là hữu hiệu. Và không những như vậy, theo tôi được biết là sau này hiện tại người ta tìm cách không những là biết được những cái gen đó và người ta lại chế ra nhờ con virus để mà đưa những cái gen sửa chữa vào để tấn công những những cái tế bào ung thư đó. Dùng gen để trị gen, tức là dùng độc để trị độc thưa quý vị. Nó những cái chữa trị về ung thư nó rất là phát triển, rất là gọi là theo đà phát triển rất là nhanh thưa quý vị. Và không những vậy, nhưng mà tôi có thể nói rằng là chúng ta rất là vui mừng ở trong cộng đồng chúng ta có một nhân tài đó là tiến sĩ Huỳnh Vũ đã đóng góp trong cái việc mà gọi là chữa trị bệnh ung thư cho không những là cho đồng bào chúng ta và không những thế mà cho cộng đồng Mỹ và cộng đồng loài người nói chung. Đó là một điều rất là vinh dự và hạnh diện. Xin cảm ơn anh Huỳnh Vũ. Cảm ơn xin bác anh sĩ. Anh có ý kiến một cái điều gì muốn nói nữa thưa anh? Dạ, thưa bác sĩ, theo tôi thì bệnh nhân ung thư phải đi khám bác sĩ bình đều đặn, thế và nghe những lời khuyên của bác sĩ để có thể dùng những thuốc hữu hiệu, thì như vậy bệnh nhân có thể tránh được những bệnh ung thư trong tương lai. Dạ đúng thưa anh, tuy rằng là hồi nãy chúng ta có nói rằng là 2/3 trường hợp 66% là trời kêu nấy dạ, nhưng mà cũng rất là quan trọng vì 30% nó có thể thay đổi vì lý do
gọi là môi trường, tức là chúng ta phải ăn uống cho nó đúng, và chúng ta không có thể là gọi là bất cần đời hoặc là uống rượu hay uống hút thuốc lá cho nó nhiều. Những cái chuyện đó thực sự ra nó có thể ảnh hưởng tới trên 50% tại sao mà chúng ta có thể bị ung thư gan, ung thư phổi chẳng hạn. Có những số loại ung thư nó bị ảnh hưởng vì lý do môi trường nhiều hơn là những cái gen đột biến, thưa quý vị. Đó là cái chuyện nếu mà chúng ta ngăn ngừa được thì chúng ta cũng nên phải ngăn ngừa. Dạ vâng, đúng như vậy. Ok, thưa tất cả quý khán thính giả của đài VNTV, hôm nay chúng ta có một chương trình rất là hữu ích, và xin cảm ơn anh tiến sĩ Huỳnh Vũ, và xin cảm ơn công ty CYMD của anh. Kính chào quý vị thính giả và kính chào bác sĩ Minh. Vâng, xin chào quý vị và chúc quý vị một đêm an lành.